Xin chào tất cả mọi người, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mẫu nhà vườn đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì cứ đến hẹn lại lên đúng 8 giờ tối, công ty cổ phần kiến trúc Kisato chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn một mẫu nhà vườn đẹp trên kênh Kisato. Các bạn chỉ cần lên trên YouTube gõ Kisato, ấn vào nút đăng ký ở chuông thông báo để nhận được những mẫu nhà đẹp này vào đúng 8 giờ tối hàng ngày. Và hiện nay, công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty có số lượng người theo dõi lớn nhất trong lĩnh vực về thiết kế và xây dựng, nên các bạn hoàn toàn yên tâm vào những cái mẫu mà chúng tôi chia sẻ ở đây đều là những cái mẫu mà chúng tôi thiết kế trên 63 tỉnh thành và được các chủ nhà đồng ý và tiến hành vào thi công. Và hôm nay là một mẫu nhà như vậy, một mẫu nhà vườn mái Thái, một phong cách rất là giản dị nhưng mà cực kỳ tinh tế và không kém phần nổi bật, được công ty cổ phần kiến trúc Kisato chúng tôi thiết kế cho anh Lại Văn Quang ở khu vực Hà Giang, Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Thì sau đây xin mời các bạn ngắm qua cái tác phẩm của công ty chúng tôi thiết kế cho anh Quang này. Thì cái mảng chủ đạo, mảng tường chủ đạo như các bạn nhìn thấy đập mắt là mảng màu vàng, một màu vàng chanh, được công ty chúng tôi phối màu cho anh Quang, một cái màu sắc mà hợp với mệnh của gia chủ. Và các bạn nhìn thấy ngay công trình này không có đắp vẽ gờ phào quá là nhiều, mà nhìn cực kỳ là đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt. Bởi gì ạ? Bởi cái hình khối mà chúng tôi tạo ra cho công trình này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái sảnh chính của công trình rất to, khỏe, khoắn. Đấy, bởi cái hệ mái và khu vực cột sảnh. Cột sảnh này thì chúng tôi làm đấu bên dưới to. Và thay vì những cái cột vuông thì chúng tôi làm sử dụng cột tròn để gì ạ? Cái công trình nó đang là một cái khối sắc cạnh như thế này. Thì chúng tôi dùng các cái đường cong tròn để đưa lại những cái nét mềm mại hơn cho công trình. Bằng cách là cột tròn to, khỏe khoắn và sơn giả đá như các bạn đã nhìn thấy trên hình ở đây. Và ở đây thì chúng tôi thiết kế cho nhà anh Quang là hai sảnh, đây là sảnh chính và đây là sảnh phụ đó. Và bên dưới thì chúng tôi có ốp đá gạch thẻ màu đen đấy, toàn bộ chạy xung quanh chân của công trình. Ở riêng có mỗi cái khu vực ngũ cấp đó, của hai sảnh thì chúng tôi ốp đá màu lâu thôi đó. Và các bạn nhìn thêm một điểm chú ý nữa, như các công trình khác thì thường chúng tôi làm nổi bật cái khu vực gờ phân tầng này, đúng không ạ? Thì cái công trình này chúng tôi cũng làm như vậy, nhưng mà chúng tôi không sử dụng quá nhiều các cái lớp gấp hoặc là các cái gờ trang trí, mà chúng tôi sử dụng đúng hai cái đường gờ chạy song song và xung quanh nhà. Và ở giữa thì chúng tôi sơn một cái mảng tường màu trắng này thôi. Tại vì yêu cầu của anh Quang là phải đơn giản hết sức có thể. Tại vì tính cách của anh ấy là thích sự đơn giản. Chính vì lý do như vậy thì chúng tôi tập trung vào cái hình khối của công trình. Và thứ hai là những cái điểm nhấn nhá cho công trình, chứ không tập trung vào những cái gờ phào hoặc là những cái chi tiết quá rườm rà. Cái cả cái khu vực mái chữ A thì các bạn nhìn thấy này. Chúng tôi cũng chỉ làm cái hệ lam song song, sơn màu lâu đỏ như thế này thôi. Tuy đơn giản nhưng mà công trình này không kém phần bắt mắt so với những công trình mà chúng tôi thiết kế. Tôi đảm bảo với các bạn sau khi công trình này mà xây dựng lên thực tế và làm đúng như thiết kế cũng như các cách phối màu giữa các cái vật liệu mà chúng tôi thiết kế trên Quang đây thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều so với các bức ảnh bạn đang nhìn thấy. Ok, bây giờ chúng ta cùng ngắm nhìn các góc nhìn khác nhé. Đây là góc nhìn trực diện của công trình để các bạn nhìn thấy này. Đấy, toàn bộ mặt tiền chúng tôi làm phẳng hết và chỉ kết hợp thêm cái khu vực mái hắt, khu vực cửa sổ thôi. Và cái sự lồi ra của cái mái chữ A lên toàn bộ cái khu vực mái chữ A, đấy, khu vực cột sảnh. Đó, và cái cách mà chúng tôi trang trí các cái mảng vật liệu cho khu vực ngũ cấp này nó sẽ quyết định cái phần nổi bật lên ở khu vực mặt tiền này đó. Và kể cả cái hệ mái bên trên nữa thì tí nữa chúng tôi sẽ chiếu cái góc nhìn khác thì bạn nhìn sẽ thấy hệ mái này nó có một cái điểm hơi lạ mắt hơn so với các cái hệ mái của các công trình mái Thái khác rồi. Đấy, đây là một góc nhìn trực diện ở phía bên tay trái, đây là khu vực sảnh phụ các bạn nhìn này đó. Và các bạn nhìn thấy đây, cái khu vực mái vừa tôi nhắc đến đấy, nó rất là lạ, rất là độc đáo, đúng không ạ? Ở đây thì chúng tôi sáng tạo ra kiểu hệ mái trồng mái, ví dụ đây là hệ mái to này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó có bốn góc chéo này. Đấy, nó khác so với các cái hệ mái khác. Đó, giống như kiểu gần như kiểu mái của mái chùa đấy ạ. Đấy, bên trên này thì chúng tôi đẩy tường lên và làm thêm hệ một cái mái con nữa, ở giữa trổ ra một cái mái ở chính giữa nữa. Đấy, kết hợp thêm cái mái đâm thẳng ra ở khu vực sảnh chính nữa đó, thì nó nhìn ra một cái kiểu nhà vườn với cái hệ mái trông rất là độc và lạ cho cái khu vực nhà vườn của bác Quang. Và đấy cũng là một cái ý tưởng, một cái sự tư vấn, một sự góp ý và được bác Quang rất là thích. Ok, và để đưa thêm cái không gian cây xanh
Thì chúng tôi có bố trí vườn hoa xung quanh, tận dụng cái khoảng chính khoảng trống giữa sảnh chính, sảnh phụ và các cái không gian còn lại, thì chúng tôi tạo cái khu vực không gian xanh bằng các cái bồn hoa kết nối sảnh chính, sảnh phụ và xung quanh công trình như thế này. Ok, và để tiết kiệm thêm cái chi phí cho gia chủ thì toàn bộ cái khu vực cửa sổ thì chúng tôi sử dụng bằng nhôm hệ và là màu trắng. Còn đâu duy nhất có khu vực cửa chính và các cái cửa thông phòng là làm chất liệu bằng gỗ thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn tiếp. Thì đây là một góc nhìn của cạnh bên hông. Cái khu vực sảnh phụ ở đây thì chúng tôi cũng làm rất là to khỏe khoắn ở với các cái cột sảnh giống như như cột chính này, như cái sảnh chính này này. Đó. Và đây chúng tôi cũng quy hoạch lại toàn bộ cái sân vườn cho nhà bác Quang để bác có thể xem được cái không gian sau khi đặt công trình của mình vào sân vườn thì như thế nào. Đây là mặt trực diện của khu vực sảnh phụ. Thì các bạn nhìn thấy sảnh phụ không kém phần nổi bật so với sảnh chính đúng không ạ? Đấy, bên này thì chúng tôi cũng trổ thêm một cái lớp mái nữa. Đó, tức là nhìn đây chúng ta sẽ thấy 1, 2, 3, 3 lớp mái chồng lên nhau như thế này. Đó, và để lấy sáng cho khu vực bên trong thì chúng tôi đây chúng tôi trổ thêm cái khu vực mái kính ở đây. Thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ các bạn tại sao cái khu vực mái kính này phải cần lấy sáng. Rồi, thì đây là khu vực đằng sau. Đấy, các bạn nhìn thấy công trình là đẹp từ mọi góc độ, từ trước ra đằng sau. Và rất là đơn giản nhưng mà không hề kém cạnh nổi bật so với các chính khác đúng không ạ? Ok, thì đây là phần trực diện tổng quan công trình từ bên ngoài chúng ta nhìn vào. Thì ở đây chúng tôi cũng quy hoạch lại toàn bộ sân vườn dưới dạng rất là đơn giản thôi, hàng rào sắt và cổng cũng rất đơn giản để nó phù hợp với cái khung cảnh thôn quê và tính cách của bác. Đấy, toàn bộ hệ mái. Các bạn có thể dừng hình tivi hoặc là điện thoại để ngắm kỹ lại cái vẻ đẹp này công trình này một lần nữa nhé. Đấy, theo tôi cái khái niệm đẹp bây giờ nó là không phải là khoe, không phải là đắp vẽ, không phải là hầm hố, không phải là đồ sộ mà là đẹp. Đấy, đơn giản đẹp và làm sao mà kinh tế trong khoản tiền mà gia chủ có thì đó mới gọi là định nghĩa đẹp của cái phong cách kiến trúc thời này, và đó là những cái gì mà tất cả những kiến trúc sư, kỹ sư của công ty cổ phần kiến trúc Sato muốn đem lại và muốn chia sẻ rộng rãi cái phong cách này đến với mọi người. Và chúng tôi là những người làm nghề rất là lâu năm rồi, chúng tôi làm rất là nhiều công trình ở 6 tỉnh thành, thì chúng tôi biết những cái điểm nào cần nhấn nhá, những cái chỗ nào cần phải khoe ra, những cái màu sắc như thế nào thì nó là hợp lý để giúp cho các bạn có một công trình tinh tế, đơn giản, tiết kiệm đấy, nhưng không hề kém cạnh và nổi bật so với bất kỳ công trình nào trong vùng của bạn. Và đặc biệt khi nhìn vào công trình của bạn thì họ phải đoán được ngay tính cách của bạn, họ phải trầm trồ và khen ngợi về công trình của bạn, thì đấy là những cái điều mà Kisato mong muốn đem lại cho khách hàng. Đó, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua cái video khảo sát khi mà chúng tôi khảo sát đất cho nhà bác Quang nhé, thì xem hiện trạng nhà bác Quang. Thì hôm đấy đoàn khảo sát thì gồm có 2 người, anh Hóa trưởng bộ phận khảo sát và chỗ bác Trường cố vấn công ty, thì có về khu vực Hà Giang, Hà Trung, Thanh Hóa để khảo sát thiết kế cho bác Quảng ở đây. Đây, đó. Thì hôm đấy chúng tôi có sử dụng công nghệ là Flycam kết hợp với GPS và kính thực tế ảo để cho toàn bộ gia đình nhà bác có thể xem được khuôn viên hiện trạng. Đây các bạn nhìn này, khuôn viên hiện trạng công trình nhà bác đây. Đó, để từ đó chúng tôi sẽ ụp cái mặt bằng vào đây để vẽ lại tổng thể khuôn viên sân vườn và làm sao thiết kế cho công trình của bác nó hợp lý nhất. Mà khi mà dùng công nghệ này chúng tôi tính toán được toàn bộ các cái yếu tố phong thủy lên khi mà một đơn vị thiết kế cho công trình của bạn, có thể là chúng tôi hoặc bất kỳ công ty trình nào, thì bạn cần phải có yêu cầu đơn vị đó có cái thiết bị Flycam này để giúp cho các bạn quy hoạch được tổng thể khuôn viên sân vườn. Tại vì ngoài cái việc đẹp nhà ra thì cái yếu tố về sân vườn và cảnh quan xung quanh nó cũng rất là quan trọng. Đó, thì đấy là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ. Công nghệ bây giờ nó đi xa rất xa rồi, thì các bạn thuê bất kỳ công ty nào thì yêu cầu họ có cái đó để giúp cho bạn có một cái bộ vẽ hoàn chỉnh hơn nữa. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ xem qua hồ sơ thiết kế của bác. Đây, hồ sơ thiết kế của bác gần 150 tờ, rất là dày. Đấy, chúng tôi in đầy đủ. Đấy, tổng thể khuôn viên sân vườn đặt vào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi bộ hồ sơ này gồm kiến trúc, kết cấu, điện, nước rất đầy đủ các bạn nhé. Đấy, chúng ta có thể xem qua xem là kết cấu công trình này nó làm bằng móng gì. À, kiến trúc là đây là kiến trúc rồi. Sorry mọi người, đây tôi kết cấu đây, kết cấu của công trình đây. Đấy, đất khá tốt nên chúng tôi sử dụng phương án là móng băng. Đó. Mét 2 hoặc 1 mét cái chiều ngang của móng đấy.
phòng ban. Còn đây là điện này, nước này, đầy đủ hết tất cả, và có thống kê toàn bộ cho gia chủ. Sau này có cả dự toán nữa các bạn nhé. Thì đây chúng ta sẽ nghiên cứu cái mặt bằng của công trình. Đấy, chiều ngang của công trình ở khu vực sảnh chính thì chúng tôi chia làm 5 đến trục, từ trục 1 đến trục 2 là 3,5 m, trục 2, trục 3 là 3,5 m, trục 3, trục 4, trục 4, trục 5 cũng là 3,5 m, tức là tổng chiều ngang của công trình này là 14 m, từ trục 1 đến trục 5, từ tim đến tim. Còn chiều sâu của công trình thì chúng tôi chia làm 4 đến trục, trục A, trục B là 4 m, B đến C là 2 m và C đến D là 3 m mấy đây? 3,6 m các bạn nhé. À sorry mọi người, 3,5 m. Đấy, 3,5 m, tức là tổng chiều sâu của công trình nó rơi khoảng 9,5 m. Đấy, chúng ta sẽ nhân diện tích nhá. Lấy 14 nhân với 9,5 m. Sẽ bằng 133, cứ cho là 140 m² đi. 140 m² thì khu vực sảnh chính 5 bậc đi vào thì sẽ là khu vực phòng khách với diện tích là 31,37 m², và chúng tôi sử dụng hệ lam để ngăn cách ra, bởi vì bác muốn là phòng khách và bếp nó thông với nhau nhưng mà không được thông thống thì chúng tôi sử dụng hệ lam bằng gỗ này. Đó, sau đó sẽ làm cái phòng bếp cộng ăn ở đây là 27 m². Và kế bên khu vực bên tay trái màn hình các bạn thì chúng tôi bố trí thêm một cái phòng ngủ là 12,97 m². Đó. Và đây là một cái hành lang rất rộng rãi thoải mái, nó rơi khoảng 2 m. Và phía đằng sau thì chúng tôi bố trí được hai phòng ngủ và kẹp giữa là khu vực phòng thờ. Phòng thờ thì chúng tôi đã bố trí làm sao cho thẳng khu vực phòng khách này. Đó, để chúng ta ngồi đây thì cũng có thể là nhìn thấy luôn các cụ và thuận tiện cho việc thắp hương khói. 10,91 m², đặc biệt là trong cái trường hợp mà nếu mà các bạn là con trưởng mà cái việc thờ cúng diễn ra nhiều thì chúng ta sử dụng cái phòng thờ ngay kế bên phòng khách thì rất là tiện lợi. Và hai bên thì là phòng ngủ số 2 là 11,29 m² và phòng ngủ số 3 là 11,66 m². Và chỗ bác Quang thì bác chỉ cần là một cái khu vệ sinh chung thôi, còn đâu là ưu tiên cho cái vệ sinh còn lại, cho vệ sinh khép kín cho một phòng ngủ cho hai vợ chồng. Thì có bác thì chúng tôi bố trí là phòng ngủ số 3 này, tại vì chúng tôi muốn bố trí cái khu vực vệ sinh nó chung một khu luôn để tiện lợi cho cái việc đi đường cấp thoát nước. Đó, thì phòng ngủ số 3 có vệ sinh khép kín là 3,21 m² dành cho vợ chồng bác. Đây là một khu vực vệ sinh chung là 4,13 m², và đây chúng tôi xây thêm tường để bố trí cái máy giặt ở đây. Đó, đây là sảnh phụ. Rồi các bạn thể nhìn mô hình 3D ở đây. Đấy. Đây hệ mái. Ok. Mái thì chúng tôi sử dụng xà gồ thép mạ kém ngoài bắn vít. Đấy. Nhưng mà mái này rất là hay, mái chồng mái các bạn nhé, ba lớp mái chồng lên nhau này. Ok, bây giờ chúng ta có thể xem đây trực tuyến nó như thế này. Đấy, thì công nghệ của chúng tôi giúp các bạn là có thể nhìn, đây là chưa render nhé, đây chưa render thì như thế này, khi mà render thì nó long lanh như thế này. Đấy, còn đây chúng tôi muốn chỉ cho các bạn mô hình, thì các bạn muốn nhìn ở đâu, quan sát ở đâu thì chúng tôi có thể zoom chi tiết cho các bạn ở đấy. Đó, bây giờ chúng tôi sẽ cho các bạn nhìn bên trong của công trình nhé, cho nó chi tiết. Đấy, thì hiện nay duy nhất công ty chúng tôi có cái công nghệ này giúp các bạn thể hình dung được trực quan toàn bộ các cái góc nhìn của công trình từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, trước ra sau. Đây, tôi sẽ cắt cái phần máy đi, cho các bạn nhìn đấy. Đó. Cắt lên một chút để cho các bạn nhìn cái không gian cho nó tiện. Này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem nhé. Đây. Đấy. Các bạn nhìn này, tôi sẽ cho zoom lên cho các bạn nhìn nó kỹ. Đây, phòng khách đây. Đây, khu phòng thờ đây, hai phòng ngủ còn lại. Phòng ngủ này có vệ sinh khép kín, phòng ngủ đầu tiên, sảnh phụ. Đó. Và chúng tôi đẩy hết về góc này. Đây, khu bếp cộng bàn ăn. Đây, các bạn thể nhìn góc này. Đó, các bạn thể dừng hình TV hoặc điện thoại, chúng tôi xoay hết các góc nhìn cho các bạn. Để xem nó có hợp lý không và có thể áp dụng cho công trình của mình trong tương lai không. Ok, nếu các bạn thích mà đứng ở bên trong giống y hệt như các bạn đi trong công trình đấy thì chúng tôi sẽ cho các bạn đi. Đây, giả sử như này. Đây. Ok, giờ chúng ta sẽ đi từ ngoài vào nhé. Đấy. Hiện nay công nghệ nó đã thay đổi rất là nhiều. Thì thông qua những cái video mà chúng tôi chia sẻ này thì hy vọng là các bạn có thể là cập nhật được những cái xu thế thay đổi về thiết kế để có thể là có đòi hỏi quyền lợi của mình. Đấy, hiện tại chúng tôi thì áp dụng triệt để công nghệ và duy nhất công ty chúng tôi có cái công nghệ này để giúp các bạn thể hình dung trực quan được toàn bộ cái không gian của công trình của mình. Ok.
Rồi, đó, thì bạn nhìn bên trong hoặc là bạn nhìn xuống dưới nó đều như nhau. Thì hy vọng là các bạn có thể học hỏi được cái điều gì đó từ cái mẫu thiết kế mà chúng tôi thiết kế cho bác Quang này. Nếu các bạn dịch vụ thiết kế chuyên nghiệp thì cứ liên hệ chúng tôi theo số điện thoại bên dưới. Thì hiện nay công ty chúng tôi làm rất là nhiều công trình và đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư rất đông đảo và thì phục vụ quý khách hàng ở 63 tỉnh thành. Và dịch vụ công ty thiết kế chúng tôi thì gồm 10 bước chọn gói chứ không tách bạch như công ty khác. Gồm khảo sát, phong thủy, kiến trúc, kết cấu, điện, nước, dự toán, ảnh 3D, review video và giám sát quyền tác giả. Đó. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng tôi tận dụng 90% là tối đa là công nghệ như rồi chúng tôi chia sẻ các bạn là cứ 2D, bản vẽ kiến trúc của chúng tôi là cứ 2D thì có 3D, cứ 2D có 3D rất đầy đủ chi tiết như này. Công nghệ khảo sát là sử dụng flycam kết hợp GPS từ trên cao xuống để khảo sát toàn bộ cho quý khách hàng. Và đặc biệt là đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư chuyên nghiệp với giàu kinh nghiệm có thể phục vụ quý khách hàng ở mọi nhu cầu. Đó, từ đó đưa ra những cái ý tưởng tốt nhất, độc đáo nhất giúp cho các bạn có một công trình long lanh và không bị hối hận sau này. Đây là cửa giả này, đầy đủ hết này. Rồi, thì nếu các bạn muốn theo dõi được nhiều mẫu nhà hơn nữa mà chúng tôi up lên trên kênh thì các bạn nhớ vào YouTube gõ Kisato, ấn nút đăng ký chuông thông báo để nhận được những mẫu nhà này nhé. Hoặc là vào website mẫu nhà cấp4.vn để nhận được hàng trăm cái mẫu nhà vườn mà chúng tôi thiết kế ở 63 tỉnh thành. Xin chào và gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.